Em xin kính chào tất cả các bác, các cô chú, các anh chị và các bạn yêu Lan trên toàn quốc. Hôm nay là phiên ngày 24 tháng 11 năm 2018. Thì hôm nay nhà em có xuất một cái chậu bạch ngọc rất là khủng. Và cái chậu kia thì tí nữa các bác sẽ được xem ngay sau đây. Và đầu tiên thì em xin giới thiệu mặt hoa của bạch ngọc. Đây em có một chậu đã nở hoa. Đây mặt hoa nó đây, bông thì khá là to và rất là thơm ạ. Đấy. Cái dòng bạch ngọc này đặc biệt là mùi thơm của nó thì rất là tuyệt vời. Đây là hai cái bông ở cái chậu trên vườn nhà em. Đó. Và đây là cái chậu bạch ngọc mà hôm nay em đang bán đây ạ. Đấy, cái chậu này thì em đã thuần được một năm rồi. Đây là chậu nó đây. Và cái chậu này thì bác nào lấy thì em sẽ chuyển xe cho nhé. Em chỉ chuyển xe được thôi, cái này thì không gửi bưu điện được. Về cái vòi hoa thì cái chậu này, cái rề này có tất cả là 15 vòi hoa. Có 15 vòi hoa và rất là nhiều mầm. Rất là nhiều mầm con đang lên ạ. Đây. Đấy. Đợt mưa vừa rồi thì em cũng có phun cái thuốc chống thối nhũn. Nên là em nó giờ rất là khỏe mạnh. Thuốc thì vẫn còn vương ở trên lá này. Và về mặt thẩm mỹ thì nó nhìn nó hơi bẩn bẩn một chút, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đâu các bác nhé, cho cây nó khỏe. Bác nào hay chơi lan thì cũng biết rồi, kể cả phong lan thì chúng ta cũng hay tưới những cái thuốc đấy để nó đều bị vương ở trên lá như vậy. Đấy, về vòi hoa thì có 15 vòi. Có tất cả là 15 vòi. Đó, tính cả những cái vòi bé như thế này. Và bác nào kết cái chậu này thì gọi điện cho em vào số 0914 996 482 nhé. Em sẽ ưu tiên các bác ở các tỉnh miền Bắc để em gửi xe cho. Đấy. Còn các bác miền Nam thì có lẽ là em sẽ không dám nhận đơn đâu, bởi vì không biết gửi kiểu gì luôn. Và nếu nhổ lên thì thật sự rất là tiếc. Đấy. Nhổ lên rồi đóng hộp thì về cái những cái vòi hoa sợ nó sẽ không được đảm bảo, đi đường nó sóc rồi nó rơi nó rụng mất ạ. Đấy, bác nào có nhu cầu lấy thì gọi điện cho em nhá. Em sẽ báo giá. Thế còn ngoài ra thì hôm nay em cũng bán hai cái rề Trần Mộng Xuân này. Cái rề này thì em cũng trồng từ đầu vụ rồi, tính ra cũng được mấy tháng rồi. Giờ cũng gọi là rề thuần rồi, bởi vì đây này, rễ nó cũng đã phát triển. Đó. Rễ đã phát triển, cây đã ổn định rồi. Trước đây lấy về thì nó có một số vòi hoa, tuy nhiên là đã bị trột đây. Đấy, những cái vòi hoa này thì nó đã bị trột rồi. Và sau đó thì nó đã ra những cái vòi hoa mới. Đó, đây một vòi này, hai vòi này và ba vòi. Bên này nữa, bốn vòi. Nó có bốn vòi hoa. Cái dề Trần Mộng này em bán giá là 1 triệu nhé. Các bác có nhu cầu lấy thì em sẽ chuyển xe cho. Chuyển luôn cả chậu như thế luôn ạ. Về các bác chỉ việc đặt trưng ra thôi. Còn nếu mà nếu như các bác có nhu cầu chỉ lấy cái phần rề không ý, mà phải nhổ lên ý, thì em sẽ bớt cho các bác gọi là hỗ trợ tiền cước. Đó. Thì em có thể gửi xe hoặc là gửi bưu điện đều được nhé. Bởi vì cái rề này
thì nó đóng hộp thì nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng, nó gọn, nó không không bị ảnh hưởng nhiều như cái dày bạch ngọc bên kia. Đấy, em bán giá là 1 triệu, còn nếu như các bác gửi bưu điện em sẽ bớt cho. Bên này em còn một dề nữa, Trần Mộng Xuân. Thì cái dề này có một vòi hoa này, hai vòi hoa này, có hai vòi đã dài và có một số vòi thì đang nhú lên như thế này. Đây, cái dề này thì em cũng đã trồng ổn định được mấy tháng rồi. Cái dề này em bán giá là 600.000. 600.000. Đấy, cái dề thứ hai này em bán giá là 600 nhé. Các bác có nhu cầu thì cứ gọi điện cho em 0914 996 482. Và cái dề bóc đô khủng này thì cũng đã có rất là nhiều nụ rồi. Đây là cái dòng bóc đô hoa rủ, cuống hoa dài và rủ xuống giống như là Trần Mộng. Đó. Cái dề này em bán giá là 1 triệu 6. 1 triệu 6. Cái này thì em cũng ưu tiên gửi xe. Hôm trước cũng có bác bảo gửi gửi bưu điện cho bác ấy, nhưng mà em nói thật là tiền cước sẽ rất là cao, bác ấy lại còn yêu cầu em phải hỗ trợ cước nữa thì em xin phép là em từ chối ạ, bởi vì cái dề này nó nặng 8 cân cơ. 8 cân mà cho em chịu cước chuyển nhanh thì nó cũng phải mấy trăm nghìn, thì thật sự là em không không thể nào kham nổi. Đó, nên là em ưu tiên các bác chuyển xe nhé. 1 triệu 6 cái dề bóc đô này. Ngoài bốn cái chậu thuần này, bốn cái dề, ba chậu thuần với cả một cái dề này, thì hôm nay em còn có một số hàng lẻ hàng cân. Đầu tiên là Vanda hàng cân. Vanda hàng cân thì hôm nay em bán giảm giá cho mọi người chỉ là 120.000 một cân thôi ạ. 120.000 một cân được rất là nhiều. Hôm nay cũng có ít hàng nên là em bán giá thấp xuống cho nó nhanh, gọn trong một ngày luôn. Ngoài ra thì em còn có một số dề nguyên bản. Đây, cái dề này là 140.000. Vanda 140.000. Dề số 10. Dề này là 100.000, số 12. Số 13 100. Hai dề. Đây là số 21. Cũng là 100. Số 7. Số 7 80k. Số 4 80k. Số 5. Số 5 80k. Thôi số 5 này cái gỗ nó hơi nặng, em hỗ trợ cước cho các bác, em giảm xuống còn 50 nhé. Đấy, cây số 5 này còn 50 thôi. Vì gỗ nó khá là to, nặng. Đây này. Cái này là hình số 23, cũng là 100. Tất cả đều là nguyên bản các bác nhé. Đấy. Đấy là Vanda nguyên bản. Tiếp theo em xin giới thiệu hái mốc hồng. Hái mốc hồng thì hôm nay cũng về được có bằng này thôi. Chỗ này khoảng tầm 2 cân 3 cân gì đấy. Em bán giá là 150.000 một cân.
Thì cái mốc hồng này bây giờ đang chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Rất là nhiều cây đã có mèo rồi. Cái lô này thì lại có vẻ như ít mèo hơn lô trước. Đây này. Đây là mèo này các bác nhé. Đấy. 15.000 một lạng và 150.000 một cân. Hái mốc hồng. Tiếp theo, mặc xuân. Mặc xuân em vẫn bán giá là 100.000 một cân cho hoa Tết. Bóc đô. Bóc đô là 150.000 một cân. Bóc đô thì đây, họ vận chuyển về nó bị gãy mất một số nụ, rất là tiếc. Cái bóc đô hôm nay có rễ này này. Rễ này là củ to này các bác ạ. Những rễ củ to như này thì hoa nó sẽ bông nó sẽ to hơn và rủ đẹp hơn là những cái rễ mà cây bé. Đây này, cái này là cây bé này, củ bé này. Đó. Rất ít khi gặp được những cái rễ mà củ to. Ôi hoa rụng đây này các bác ơi. Đấy. Đây là cái nụ hoa này, nó bị rụng mất rồi. Tiếc quá. Đây cũng là cái củ to. À, cái này thật ra hàng cân nhưng mà nó vẫn thành rễ các bác nhá. Và em bán giá là 150.000 một cân. Cái caran này, chỗ này chỉ có 8 lạng thôi. À, cái chỗ này em bán giá là 120.000. Đây này, người ta còn bó lẫn với cả có một cây gì trong phi điệp vàng. Phi điệp vàng các bạn. Đấy. Phi điệp vàng. Và có cái cây gì đây? Hương vani. Đây này. À, cái bó này là 120.000. Em còn một cái rễ kiếm đỏ. Rễ kiếm đỏ này có giá là 130.000. Kiếm đỏ. Hài lông có giá là 80.000 một cân. Hài lông. Rồi hôm nay mặt hàng của nhà em chỉ có vậy thôi. À, các bác nào có nhu cầu lấy gì thì gọi điện hoặc nhắn tin cho em vào số 0914 996 482 ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em và ủng hộ kênh của em trong cái thời gian vừa qua. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người nhé.